nâng cấp led nội thất 8 màu trên BMW Series 5 năm 20. Có thể chọn được các cái chế độ tùy chỉnh màu tự động hoặc là chọn màu đơn sắc theo ý muốn mình. Mình có thể chỉnh trên, đối với xe mà đã nâng cấp NBT thì có thể chỉnh màu trên trên NBT, chọn chọn từng màu một trên màn hình rất là tiện lợi để thay đổi. Đấy, khi mình chọn màu đơn sắc thì màu sẽ giữ nguyên và không thay đổi. Đó, khi mà mình chọn chế độ tự động cuối cùng thì màu sẽ tự động thay đổi random. Đây là mình quay ở trên ban ngày, buổi buổi tối thì rất là đẹp, rất là lung linh. Đó. Đây là toàn cảnh cánh sau bên phụ, đây là cánh phía trước bên phụ. Cho anh em có nhìn tổng quan hơn về led nội thất sang trọng không kém gì mẹ, nhưng vẫn đậm chất Beamer. Tự động đổi màu.